cảm ơn các bạn đã quay trở lại với live stream trực tiếp của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Hiện tại thì tôi đang ở phòng trẻ hóa da công nghệ cao của Thẩm mỹ quốc tế Bali, và hôm nay chúng tôi đang đón một vị khách hàng từ Hà Nội. Cô đã gần U50 rồi, nhưng mà hiện tại thì cô đang làm cái chương trình trẻ hóa da Ultra FX4.1 của Thẩm mỹ quốc tế Bali, và hiện tại thì cô đang ở trong bước đầu của chương trình trẻ hóa da Ultra FX4.1. Và mình sẽ xin phép các bạn và mình cho các bạn xem cái hình ảnh trước đây của cô mà khi mà cô chưa đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali nhé. Đây là hình ảnh ban đầu của cô. Các bạn có thể nhìn thấy cái tình trạng da của cô không ạ? Tình trạng da của cô thứ nhất là xuất hiện những cái đốm sắc tố không đều màu ở trên toàn bộ bề mặt da. Ngoài ra thì hai cái phần viền hàm của cô thì hơi bị bệnh ra và không bị gọn chút nào. Ngoài ra thì cái mà đập vào mắt đầu tiên ấy, đó là cái phần rãnh. Cái phần rãnh là một cái trong những cái phần đổ mô dễ nhất của chị em phụ nữ chúng mình. Vì sao? Vì lý do là mình skin care ở nhà không tốt, mình không có một cái chế độ chăm sóc da tốt. Ngoài ra thì những cái chế độ sinh hoạt không hợp lý cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới làn da. Chính vì vậy mà hôm nay cô đã đồng hành cùng Thẩm mỹ quốc tế Bali làm chương trình Ultra FX4.1, và bây giờ đã xong những sóc cuối cùng của cái bước 1 của Ultra FX rồi. Thì mình sẽ xin phép hỏi cô và hỏi bác sĩ để xem là cái tình trạng của cô đến mức độ như thế nào rồi nhá. Con chào cô Xuân. Chào con. Cô ơi, cô khó chịu không? Không, dễ chịu lắm. Vâng. Ôi, cô ngồi đây nhá. Không mời cô. Cô ơi, trong quá trình làm thì có bị khó chịu, có bị nóng rát gì không cô? Không, dễ chịu lắm. Mà cái chỗ này cảm giác nó nhẹ nhẹ, nhõm nhõm thế. À thế hả cô? Ôi. Bác sĩ hôm nay thì bác sĩ sẽ hỏi một chút là cái nhiệt độ mà cô Xuân đã đạt được có cao không ạ? Cái hôm nay vì cái nền da cô làm ấy, nó cái mặt bì và cái nặng rất là nhiều, nên là mình đang để cái nhiệt độ gần như là tối đa để đạt được cái hiệu quả cao nhất cho cô. Cái mặt của cô mọi khi đâu mất rồi. Đâu mất rồi. Điều mất rồi quả, nó đi chơi mất rồi, nó đi chơi mất rồi. Bác sĩ ơi, em xin phép nhờ bác sĩ một chút là bác sĩ có thể cầm cái hình ảnh của cô Xuân và có thể phân tích một chút cái hình ảnh da của cô trước khi vào điều trị chương trình Ultra FX4.1 không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy là cái khuôn mặt của cô Xuân ấy, khi đến trước khi làm cái công nghệ này thì nó vì là cái độ tuổi lão hóa của cô rất là lớn rồi, cái độ lão hóa nó rất là mạnh đó, thì khi cộng với kết hợp cô cũng ở nhà cũng mất ngủ đúng không cô? Nhà cũng mất ngủ nhiều thì danh ra nó cái bọng mắt rất nhiều, nhăn nhiều, hai cái khóe rãnh cũng rất là sâu, và cái nền da của cô thì nó cũng sạm, vì do lý do cũng do là cô chăm sóc không tốt này, hoặc là cũng là vì là cô đang mất ngủ một thời gian dài đó, thì cái làn da của cô cái nền rất là bị cằn, nó sắc tố rất là nhiều. Dạ vâng, lúc nãy thì đáng ghi nhận ở đây để hôm nay cô thay đổi là có cái nặng tầm của cô. Dạ vâng, em thấy nó rất là gọn rồi. Và hai cái rất gọn. Má bệnh này đó thì nó đã được săn hơn rất là nhiều. Dạ vâng. Cô có thể đá lưỡi sang hai bên má thì cô có thể cảm nhận được cái độ săn đấy nhá. Vâng, cô Xuân ơi, lúc nãy là thì cô nhìn hình ảnh cô ở trong gương với trong cái ngạc nhiên đúng không? Ngạc nhiên thật. Vâng. Như kiểu là hai chị em ấy. Hai chị em ạ. Ai là chị, ai là em hả cô? Đương nhiên là chị rồi. Công nghệ Ultra FX4.1 của bên con thì có thể giảm cái thời gian điều trị xuống tới 25% so với cái công nghệ Ultra ngày xưa ấy cô ạ. Chính vì vậy nên là cô sẽ có cái cảm giác mà khó chịu, nó sẽ giảm bớt rất nhiều. Cười nhẹ đúng không? Cười nhẹ thôi hả? Cười nhẹ thôi. Vâng, sau cái chương trình này sau cái chương trình này thì bác sĩ sẽ có một số vấn đề mà về cái phần kiêng ấy, sau khi mà mình điều trị công nghệ Ultra FX ấy, thì bác sĩ có thể giới thiệu luôn với các bạn khán giả được không ạ? Thật ra là làm cái công nghệ này là cái công nghệ thực tế mới nhất của năm 2019, thì cái về cái phần kiêng khen của các khách hàng không phải kiêng khen gì nhiều. Khi mình vừa mới làm thì mình không nên cười nhiều, cười tươi quá hơn, và không hạn chế tác động đúng không ạ? Hạn chế tác động và rửa nước ấm vậy thôi, còn các cái chương trình skincare vẫn như thế, vẫn thêm dưỡng và mặt nạ cho mình để nó không bị khô da. Thế là làm xong chương trình này là cô có thể đi du lịch luôn. Đúng rồi, làm xong cái này thì cô không phải nghỉ dưỡng này, cô không phải đau đớn hay là phải kiêng khen gì quá nhiều cả. Thậm chí là nhiều cái ơi. Ôi, em chào chị. Ôi, ở tháng này chị được gặp em. Hôm nay chị lại đến chăm sóc em ạ. Ôi, thế là cô cũng làm công nghệ giống chị ạ? Dạ vâng, hôm nay cô cũng làm. Cô ơi, hôm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô 46. Ok, chị tưởng là cái tuổi này thì cháu tưởng là phải mổ rồi chứ làm gì còn là căng chị ạ. Cô cũng tưởng thế đấy. Thật ra là không phải đến mức như thế đâu ạ. Mỗi độ tuổi mình sẽ có những cái nghiệp đưa vào nó. Thế liệu cô làm thì cái tác dụng nó sẽ có giống như chị không? Như hôm nay em thấy kiểm tra bác sĩ dưới đã kiểm tra chị chưa?
cái nền da cái lip của chị nó khá là ok rồi đúng không? À. Thế hôm nay trẻ ra nhiều rồi ạ. Chị cháu, cũng làm ở đây được hơn một tháng rồi, hôm nay cháu quay lại để chăm sóc da. Thì thật ra là với cô ấy thì mỗi cái làn da nó khác nhau, nó đáp ứng khác nhau. Thì với những các chị thì cái làn da nó đang khỏe, đang trẻ, cái độ lão hóa nó chưa nhiều. Thì cái khi mà tăng sinh collagen và cái độ lít da lên nó rất là ok và nó có thể nhanh hơn các cô. Còn các cô cũng làm được cái công nghệ này, đúng chưa? Vẫn làm được các công nghệ này nhưng mà nó chỉ có cái thời gian nó hơi chậm so với chị em mình một chút thôi. Chứ còn đều làm được hết, cô chưa phải phẫu thuật cho con. Mà các bạn ơi, không biết là các bạn còn nhớ không? Đây là, chị Tuyền. Chị Tuyền đã là khách hàng của trẻ em lợi ích ở bên mình cách đây một tháng thôi. Các bạn có thể nhìn tình trạng da của chị cách đây một tháng sau quá trình điều trị Ultra-HFX nhá. Và đây các bạn có thể nhìn trực quan với hình ảnh hiện tại của chị bây giờ. Có rất là nhiều thay đổi. Chị ơi, sau một tháng có ai nhận ra hay là có feedback gì không? Về chồng thì bảo là không biết là mới cưới cô nào về. hôm nay chị quay lại để kiểm tra với cả chăm sóc da. À, hôm nay các bạn tặng chị một buổi chăm sóc da đúng không ạ? Dạ vâng, thì em mời chị cảm nhận, hưởng thụ, tận hưởng cái buổi chăm sóc da của mình nhá. Chị Thu... Chị vừa làm một tháng đấy cô ạ. Tháng trước đây. Và hôm nay là buổi chị đến kiểm tra lần 2 và để cho bác sĩ thăm khám lại sau một tháng. Thì cái chu trình tái tạo da nó rơi khoảng 2 tháng này, thì đi một tháng chị đến kiểm tra thì cái da nó khá ok. Còn với cô cũng vậy, cô về cô không phải kiêng khem gì cho con, cứ đi chơi, ăn uống thoải mái và rất là mình có một cái chế độ nghỉ ngơi tuyệt đối, thật là an toàn và có nghĩa là mình bồi dưỡng chất cho cái da, cho cơ thể mình nó tốt thì cái làn da của cô nó sẽ càng ngày càng đẹp lên cô nhé. À, cho cô hỏi ngoài lề một chút. Dạ. Ví dụ như là vận động mạnh có được không? Tại vì cô hay tập gym ạ. Cô tập gym ạ. Thôi hôm nay về thì cô kia xông hơi vẫn tập nặng cho con một chút ngày hôm nay thôi. Còn xong đến ngày mai thì cô bắt đầu tập nhẹ dần cho con nhé. Có nghĩa là mình sẽ làm quen lại. Dần dần mình làm quen lại đối với những chương trình của mình tập nặng. Mình sẽ nghỉ dưỡng một hai hôm đã cô ạ. Cho cái cô nghỉ 3 ngày cho yên tâm. Vâng, cô nghỉ 3 ngày cũng được. Nhưng mà cô tập nhẹ thì vẫn được, nhưng đừng có xông hơi là được. Đừng có xông hơi trực tiếp vào da mà cơ thể mình khi vào xông hơi quá là nóng. Ngay sau khi làm xong thì da mình nó đang có những cái sự sắp xếp lại collagen ấy. Thì nên cô cố gắng cố định da giúp con. Ví dụ như là khi đi ngủ, các bạn có thể cố gắng nằm thẳng nhé các bạn nhé. Ngoài ra là có những cái bước chăm sóc da rất là tốt ở nhà. Cô Tuyền ơi, tôi cảm ơn cô ạ. Cô Xuân. Con phải lẫn với chị Tuyền. Cô Xuân ơi, tôi cảm ơn cô hôm nay đã đồng hành cùng Thẩm mỹ quốc tế Bali để làm liệu trình Ultra-HFX này. Và mình sẽ xin phép cô là đã feedback lại cái chương trình Ultra sau khi mà cô làm xong ấy. Thì mình sẽ mời các bạn quay lại với Thẩm mỹ quốc tế Bali ở cái live sau nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi live stream này của mình. Cô thấy yên tâm.